Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 126. Khương Đào Hoa trên đường trở về Đông cung, vừa bước vào cửa chuẩn bị báo cáo cho thái tử, không ngờ lại gặp phải thái tử phi. Đây là từ đâu về vậy? Lệ thị liếc nàng từ trên xuống dưới, cười hỏi, lúc ra ngoài có báo cáo với thái tử không hơi sững sờ đào hoa vội vàng cúi chào nô tỳ được thái tử phân công đi tiễn nam vương ra khỏi cung vậy sao lệ thị gật đầu vậy ngươi đi theo ta khi thái tử khó khăn nàng luôn ở cạnh không rời lệ thị không có cơ hội nói chuyện với khương đào hoa nay có cơ hội lệ thị đương nhiên muốn tận dụng để dạy bảo nàng trong phòng trầm hương lan tỏa lệ thị ngồi xuống giường nệm rất ôn hòa nắm tay đào hoa hỏi ngươi vào đông cung cũng đã lâu có học được gì không khẽ nheo mắt đào hoa đáp lễ đã học được không ít quy củ trong cung thật sao lệ thị nhìn nàng với ánh mắt sâu lắng vậy ngươi có biết người như thế nào mới có thể kết bạn lâu dài với thái tử không đương nhiên là người như thái tử phi rồi hài lòng gật đầu lệ thị buông tay nàng ra cầm chén trà bên cạnh vậy ngươi cũng biết người như thế nào là không phù hợp ở bên cạnh thái tử. cúi đầu nhìn mình, đào hoa lập tức hiểu ý của thái tử phi. Nàng không vừa mắt với đào hoa không phải chỉ ngày một ngày hai, chỉ là nàng cũng không thể rời đi ngay bây giờ. Nô tỳ ngu dốt đào hoa cười nói, người nào nên ở lại, người nào không, chắc hẳn cũng do điện hạ quyết định phải không. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, lệ thị đặt chén trà xuống bàn. Lạnh lùng nói, người đây là muốn không nghe lời sao. Nô tỳ không hiểu ý của Thái tử phi, Đào Hoa quỳ xuống nói, nếu muốn nô tỳ rời đi, xin hãy báo với Thái tử, nô tỳ sẽ đi ngay. Nếu có thể báo với Thái tử, nàng cần gì phải nói nhiều với một kẻ thấp hèn như vậy? Lệ thị trầm ngâm, ánh mắt lạnh lẽo quét từ trên xuống dưới, giọng thấp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sau lưng cung nhân dục dịch, khương Đào Hoa cũng căng thẳng, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Mục Vô Ngân. Mộng Nhi có ở đây không? người gác cửa không dám cản mục vô ngân bước vào ngay nhìn thấy cảnh tượng bên trong sắc mặt lập tức khó coi các ngươi đang làm gì hơi sững sờ lệ thị vội vàng đứng lên nói thiếp chỉ đang nói chuyện phiếm với mộng nhi thôi bản cung chưa thấy ai nói chuyện phiếm mà một người ngồi một người quỳ nhíu mày mục vô ngân bước tới kéo đào hoa nhìn lệ thị nói nàng là người của bản cung ngươi đừng lộn xộn còn lại thì tùy ngươi lệ thị cứng đờ ngẩn ngơ nhìn thái tử mang nữ nhân kia đi khi kịp phản ứng mắt đỏ hỏi người bên cạnh nàng là người của hắn ta cũng không phải sao cung nữ bên cạnh vội vàng khuyên thái tử phi đừng giận đó chỉ là cung nữ thôi dù sao cũng chỉ là cung nữ phòng thủ trong thời kỳ tang lễ của du vương nên nàng vẫn là cung nữ lệ thị đầy oán hận nhìn tình hình này sau này vị trí thái tử phi của ta cũng sẽ là của nàng nương nương đừng vội cung nữ nhỏ giọng nói dù sao bây giờ Thái tử Phi là ngài, ngài muốn nàng sống thì nàng sống, muốn nàng chết thì nàng chết, có gì phải vội. Hơi sướng sờ, lệ thị cúi đầu suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng là đạo lý này. Đào hoa theo Thái tử trở về chủ điện, trong lòng không khỏi lo lắng. Đắc tội với Thái tử Phi trong Đông Cung không phải là chuyện tốt, trước khi hoàn thành công việc, nàng không thể mất mạng. Điện hạ, mím môi nhìn mục vô ngân, đào hoa nói, nô tỳ có một yêu cầu quá đáng. Sao vậy? Mục vô ngân nói, người cứ nói, đừng ngại. Điện hạ có thể luôn mang theo nô tỳ không? Đào hoa nói, dù ngài nghỉ ngơi ban đêm, nô tỳ cũng nguyện ý gác đêm cho ngài. Trong đông cung, nơi an toàn nhất chính là bên cạnh thái tử. Nếu đã đắc tội với thái tử phi, tốt nhất là ở càng gần thái tử càng tốt. Nghe vậy, mục vô ngân cũng hiểu nàng đang lo lắng gì, liền nói, được, ta đi đâu cũng sẽ mang theo ngươi. Khẽ thở phào, đào hoa cảm kích gật đầu. Lúc trạng vảng, thầm tại giã báo cáo trước hoàng đế một loạt công lao của thái tử khi giám quốc, hoàng đế nghe xong, cuối cùng có vẻ hài lòng, hắn cũng làm được việc. Cũng là nhờ hoàng thượng dạy bảo tốt, Lan Quý Phi cười dịu dàng, ngài nên mau chóng dưỡng sức khỏe, để vài vị hoàng tử không phải lo lắng hàng ngày. Đây, Nam Vương lại đưa nhân sâm vào cung. Mình đức đế dừng lại, to mày, trong cung không có nhân sâm sao? Cần hắn đưa vào trong cung không thiếu nhân sâm lan quý phi gật đầu nam vương cũng ngốc thật bà có thể mua được nhưng mà hắn lại tự mình lên núi hái còn nói nhân sâm này đã hơn trăm năm tuổi hoàng đế nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói mang ra cho trẫm xem dạ lan quý phi cúi đầu vẻ mặt không hiểu nhường cung nhân mang nhân sâm lên một củ nhân sâm lớn gốc rễ hoàn hảo trên đầu còn chút bùn thẩm tại giã nhìn qua khẽ hít một hơi rồi cúi đầu. Ái khanh ngạc nhiên gì, hoàng đế nhấc hộp nhân sâm, nói, nhân sâm như vậy, trong cung cũng không thiếu. Thẩm tại giã gật đầu, bệ hạ nói rất đúng, vi thần chỉ kinh ngạc một chút, nhân sâm trăm năm thường mọc ở vách núi hiểm trở, không ngờ Nam Vương lại tự mình đào, thật sự có chút. Ngốc nghếch, mình được đế từ trước đến nay không thích nghe ai khen Nam Vương, nhưng lần này nghe mắng, lại cảm thấy không công bằng, điều này cũng không phải ngô xuẩn, vẫn có hiếu tâm, ít nhất so với thái tử không đưa gì còn tốt hơn. Thái tử dù chưa đưa gì, hoàng thượng cũng không thiếu, chỉ cần tới hỏi thăm là đủ. Lan Quý Phi nói, ngược lại Nam Vương khách khí, còn gói kỹ lễ vật. Dù là phụ tử, cũng giống như người ngoài tặng lễ. Hoàng đế nhíu mày, nhìn kỹ hộp trong tay, đúng là được gói kỹ. Dù là phụ tử, nhưng từ trước đến nay hắn và vô hạ không hòa thuận, trong lòng hài tử này, có lẽ cũng không nghĩ hắn là phụ thân ruột của mình. Thoáng chút cảm thán, hoàng đế đột nhiên nói, người đâu, truyền thái tử đến. Lan Quý Phi ngỡ ngàng, lúc này, thái tử chỉ sợ đang học bài. Truyền hắn đến, chấm có chuyện gấp, hoàng đế rũ mắt nói, người cũng lánh đi một chút. Có thể khiến lục trì Lan phải lánh mặt, chắc chắn là chuyện trong hậu cung. Thẩm tại giã hiểu rõ, cùng Lan Quý Phi lui ra ngoài đợi xem đào hoa có làm được việc hay không khi ra ngoài lan quý phi thấp giọng nói nếu hắn thật sự nghe lời đào hoa hôm nay chúng ta coi như đại thắng nương nương sao lại đặt hy vọng vào một cung nữ thẩm tại giã cười cợt thái tử tất nhiên biết giúp nam vương vi thần có nắm chắc còn về khương đào hoa ngài không cần để ý nàng khẽ nhíu mày lục chỉ lan nhìn hắn một lúc lâu không nhịn được nói thẩm thừa tướng ngài có nhận ra không khi gặp chuyện liên quan đến Khương Thị, lời ngài nói không được công chính như trước. Nương nương cớ gì nói vậy, thẩm tại giã cười nhẹ, cung nữ chỉ là cung nữ, tác dụng không lớn, chỉ có thể ám chỉ cho thái tử ý định. Thật sự muốn thái tử làm, vẫn phải là vi thần. Nhưng mong thừa tướng làm việc không sai sót, nhìn trời một chút, Lan Quý Phi nói, người cũng nên xuất cung, một đường bình an, bản cung không tiễn. Thẩm tại giã gật đầu, nhưng chân vẫn không động, nhìn xa xa một lúc rồi nói vi thần đêm nay không xuất cung sẽ ở bên ngoài chờ bệ hạ suốt đêm chăm sóc bệ hạ lan quý phi sướng sờ ngươi làm gì vậy hoàng thượng đâu cần ngươi chăm sóc thẩm tại giã không trả lời nhìn mục vô ngân dẫn khương đào hoa đi qua ánh mắt khẽ động mục vô ngân nói được làm được nói mang theo nàng liền mang theo đến trước ngự tiền cũng vậy nhưng cửa điện này khương đào hoa không vào được chỉ có thể đứng chờ bên ngoài lan quý phi nhìn khương đào hoa đứng trong ánh sáng rồi nhìn thẩm tại giã cao mày thẩm thừa tướng không thực sự đối khương thị nương nương nghĩ nhiều rồi thẩm tại giã mặt không đổi sắc nói vi thần chỉ muốn chờ thái tử mang ra kết quả thôi thật sao nghi ngờ nhìn hắn rất lâu lan quý phi đỡ tay công nhân đi trước về chỉ lan cung khương đào hoa nhu mì đứng chờ bên ngoài bên cạnh không ít công nhân lặng lẽ quan sát nàng nàng cũng không tỏ ra bất an thỉnh thoảng còn quỳ gối nghỉ ngơi một chút. Mộng nhi cô nương, chẳng mấy chốc, vài công nhân từ đông cung đến, thái tử phi mời ngươi qua nói chuyện. Thân thể cứng đờ, đào hoa cười nói, chờ thái tử ra, cùng nhau trở về cũng không sao. Vài công nhân liền vây quanh nàng, nhẹ giọng, thái tử phi ra lệnh lập tức, cô nương xin mời. Tay bị người giữ sau lưng, đào hoa dãy rủa không có chỗ thoát, bị họ cưỡng chế mang về đông cung. Tính thế nào, nàng cũng không ngờ bị cha hỏi hoàng đế gặp thái tử nàng nhất định sẽ bị lạc như vậy rất tốt rơi vào tay thái tử phi rồi sẽ là gì đây đi nhanh lên đường không có ai vài công nhân liền không khách khí đầy nàng nói đừng trần trừ nữa vô ích thái tử ít nhất cũng phải một canh giờ mới về ngươi không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đi thôi không phải ta không muốn đi đào hoa cười vấn đề là đây không phải đường về đông cung vài công nhân nhìn nhau một người thầm nói mắt còn rất tinh đào hoa đứng vững cảnh giác nhìn họ các ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu đi nơi ngươi nên đi cầm đầu công nhân nói đừng trách ta không nhắc nhở rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây là kết cục đi thôi ngươi không còn cơ hội đồng tử co lại đào hoa áp sát tường không chịu động ta cảm thấy ta còn có thể nói chuyện với thái tử phi muộn rồi công nhân lắc đầu cầm sợi dây thường trực tiếp trói nàng lại, người biết tên con đường ở trong cung này không? chương 127 Thường thì những câu hỏi kiểu này đều không có câu trả lời tốt. Đào hoa cười gượng, ta không hứng thú với tên của con đường này, nhưng các công công có thể cho chúng ta biết nơi chúng ta sắp đi tên là gì không? Ít nhất để nàng suy nghĩ xem có còn cơ hội nào để thoát thân hay không. Cung nhân cười nhẹ, liếc nhìn con đường cuối cùng, nói nhỏ con đường này gọi là đường Hoàng Tuyền nối liền với nó là âm phủ. Nghe thật đáng sợ, đào hoa cười gượng hai tiếng, có thể nói cụ thể hơn không? Dù sao ta cũng phải chết, ít nhất hãy nói rõ để ta có thể chuẩn bị tốt. Một vài công nhân lập tức đỡ nàng dậy, vừa kéo đi vừa nói, trong cung có lò đốt thi thể, những người bị bệnh đều được đưa đến đó, không còn lại gì ngoài cho cốt. Người đừng có ý định thoát thân, đây là con đường một đi không trở lại. Thái tử cũng sẽ không biết ngươi đã đi đâu, và không thể tìm thấy ngươi tàn nhẫn quá khương đào hoa mặt trắng bệch mắt đào lia lịa thấy cánh cửa càng ngày càng gần cuối cùng cũng hoảng sợ thành đài không ở bên cạnh nàng không thể nào thoát ra khỏi tay nhiều người như vậy một khi bị đốt thành cho thật sự không còn gì để làm phải liều một phen thôi nhìn xung quanh một chút đào hoa cố gắng thả lỏng cơ thể thấy cơ hội nàng mạnh mẽ lùi lại và đá mạnh thoát khỏi người đang giữ rồi chạy thục mạng ngươi là đứa nhà đầu xấu xa Công nhân giận dữ đuổi theo, không thực sự nhanh. Phía trước là đường chết, chỉ có lò đốt thi. Nếu người muốn tự mình nhảy vào, chúng ta sẽ không cản. Tại sao lại đá người chứ? Chạy vào cánh cửa đó, đào hoa ngước mắt nhìn, trong mắt đầy tuyệt vọng. Thật sự là đường chết, một lò đốt lớn đang cháy rực, bốn phía đều nóng hổi, không khí đầy mùi rác thối và mùi thịt cháy kỳ quái, khiến người ta muốn nôn. Bên cạnh lò đứng một người hầu già, tay cầm cái sẻng quay đầu nhìn nàng, mắt không có chút sinh khí, lại đến thêm người. Khương Đào Hoa sợ gần chết, ngước mắt nhìn xung quanh, thành công cao vút, không có cách nào leo ra ngoài trong thời gian ngắn. Nhìn lại phía sau phòng của lão già kia, nàng cắn răng, quyết định liều một phen, đi vào và nép mình. Biết rõ nàng không có chỗ trốn, lão già cười hai tiếng, nhìn công nhân đang đuổi theo, bắt từ từ thôi, đừng vội, người trước còn chưa đốt hết mà. Một vài công nhân đều cười chậm rãi bao vây căn phòng nhỏ này, không vội vã tìm kiếm xung quanh. đào hoa núp dưới gầm giường, run rẩy vì sợ, thấy một đôi chân dừng lại bên giường, đồng tử không khỏi co rút lại. cảnh tượng xung quanh giường như chậm lại, nàng rõ ràng thấy người bên giường từ từ ngồi xuống, mặt to lớn nhìn vào gầm giường, mắt đầy vẻ hiểm ác, đưa tay về phía nàng. a à, đào hoa kêu thảm, nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu, cố gắng niệm thầm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đã bốn mắt nhìn nhau, làm sao mà không thấy nàng được. Vừa tự an ủi vừa tuyệt vọng, khương đào hoa lặng lẽ chờ đợi bị bắt ra, nhưng đợi một lát, người đó vẫn chưa bắt được nàng. Tay người đó ngắn sao? Từ từ mở mắt nhìn, khuôn mặt bên ngoài giường không thấy nữa, chỉ thấy một người với đôi giày đen thêu viền bạc, mang theo vẻ tử khí. Còn chưa bắt được à? Lão công nhân ngoài cửa không chịu nổi nữa, gõ cửa, mấy người các ngươi, sao ngay cả cô nương nhỏ cũng bắt không được à? Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, Thẩm Tại Dã nhanh chóng tỉnh lại, nhíu mày kéo nàng ra, ghét bỏ lau miệng, không nói lời nào mang nàng rời đi từ cửa sổ. Khi lão công nhân đẩy cửa vào, Thẩm Tại Dã đã mang Khương Đào Hoa nghinh ngang ra ngoài. Khương Đào Hoa quả nhiên chạy nhanh hơn thỏ, đừng coi thường tiểu tử, đi đứng thật linh hoạt, khiến hắn suýt không theo kịp. Đuổi đi đầu thai hà, vừa mới thoát chết, Đào Hoa còn run cầm cập, nghe vậy tức giận liếc mắt, miệng chó không phun được ngà voi. Ngươi nói gì, thẩm tại giã nheo mắt, ta nghe lầm sao, dám đối mặt mắng hắn à, ngài nghe lầm, đào hoa cười nhạt, tiếp khen ngài, khen ngài giỏi. Cười nhạo một tiếng, thẩm tại giã nhìn xung quanh thấy an toàn, mới ôm cánh tay nói, ta đã nhắc ngươi cẩn thận, xem ra ngươi không để ý. Hôm nay nếu không có ta, ngươi thực sự phải đầu thai lần nữa. Nô tỳ tả ơn tướng ra, đào hoa nhếch miệng nói, Lan quý phi bảo chúng ta hỗ trợ nhau, ngài làm rất tốt nếu muốn thường thì có thể tìm lan quý phi đưa tay xoa khóe miệng thẩm tại giã cau mày nói ngươi vừa xâm phạm ta thật không cần xin lỗi xâm phạm đào hoa sướng sờ nhìn hắn từ đầu đến chân lan quý phi khen ngài giỏi đối đáp ngài không thể nói liều được chưa từng nghe nói nữ tử xâm phạm nam tử ngươi chỉ là một cung nữ chiếm tiện nghi của thừa tướng gia thẩm tại giã nói với vẻ mặt không gì phải che giấu ta không phải người tham lam trả lại ta một vạn lượng hoàng kim. Sao ngươi không trực tiếp đến cướp? Khương Đào Hoa cười lạnh, quay đầu bước đi, trên hiệp ước có viết, nếu tướng ra muốn mạng nô tỳ thì hoàng kim thuộc về nô tỳ. Ngài còn muốn lấy lại, có phải không mất phong độ? Ta không muốn mạng ngươi, thẩm tại giã cúi đầu, nhẹ chập một tiếng ta là. Mộng nhi cô nương, phía trước đột nhiên có người chạy tới, từ xa đã hô lên, là mộng nhi cô nương sao? Đào hoa sướng sờ, nhanh chóng đẩy thầm tại giã vào bụi cỏ, động tác gọn gàng không do dự, rồi mình cười hỏi người chạy tới có chuyện gì vậy. Có người tìm ngài, cung nhân thờ hồn hển nói, thái tử đang hỏi ngài đi đâu, ngài mau trở về cùng nô tỳ. Được, khẽ gật đầu, đào hoa không quay đầu lại, đi theo người hầu cung. Thẩm tại giã từ bụi cỏ đi ra, mặt đen lại, gỡ lá rụng và cỏ dại trên người, mấp máy môi, đi theo về phía bên kia. Hoàng đế và thái tử trò chuyện hồi lâu, thần sắc thoạt nhìn vừa áy náy vừa đau lòng, gọi thầm tại giã vào nói, thừa tướng, người giúp thái tử, đem bài vị sở thuộc phi cung phụng vào hoàng miếu. Như thế nào, thầm tại giã vẻ mặt ngạc nhiên, bệ hạ không phải đã. Có chuyện gì sao, nói rõ để thần hiểu, rồi mới dễ phân phó. Chào ôi, mình đức đế dựa vào gối, lần đầu hiện ra vẻ già nua, chấm có lẽ thực sự hiểu lầm sở nhi, nàng năm đó vì chấm mà cầu binh ngô quốc, nguyện làm con tin, chấm lại nghi nàng cấu kết với ngô vương, không tin vô hạ là huyết mạch của chấm. Hiểu lầm này, người cũng mất, chấm không còn cơ hội thứ tội. Thẩm tại giã hơi sững sờ, nhìn mục vô ngân một cái. Thái tử khẽ thở dài, thừa tướng có thể không biết, sở thục phi trước khi đi ngô quốc đã mang thai nam vương đệ, nhưng có người phong miệng ngự y, phụ hoàng không hay biết, nên nam vương đệ bị ủy khuất nhiều năm như vậy. Điều này hắn tự nhiên biết rõ, năm đó sở thục phi đi ngô quốc, chưa tới 8 tháng đã sinh Nam Vương, tính sao cũng là cốt nhục của Minh Đức đế. Hiểu lầm được tháo gỡ là tốt, thẩm tại dã nhìn về phía đế vương, việc này còn là công của thái tử, nếu không có hắn, khúc mắc nhiều năm này của bệ hạ e cũng khó gỡ. Đúng vậy, Minh Đức đế nhìn Mục Vô Mân nói, tưởng rằng hai tử này không có tình nghĩa huynh đệ, không ngờ cuối cùng vẫn là bản tính thuần lương, nhớ thương thân tình. Thưởng là tất nhiên phải thưởng, chỉ cần phụ hoàng trong lòng cảm thấy thoải mái là phần thưởng tốt nhất cho nhi thần. Mục vô ngân cười nói, phụ hoàng mau chóng dưỡng thân thể cho tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 128. Miệng nói vậy, nhưng thật lòng, nguyện vọng lớn nhất của mục vô ngân lúc này là hoàng đế sớm băng hà. Vị trí thái tử cùng thầm tại giã đều đã nằm trong tay hắn, hoàng đế vừa băng hà, hắn có thể lập tức lên ngôi, sở hữu giang sơn vô biên. Đáng tiếc, Minh đức đế còn đang trong độ tuổi tráng niên, nhìn thấy thái tử, đế vương không hề nghi ngờ gì, chỉ hiền lành bảo hắn lui ra. Mục vô ngân ứng tiếng, ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm và vội vàng đi tìm đào hoa. Khi trong cung chỉ còn hai người, hoàng đế mới nhìn thầm tại dã hỏi, ái khanh nghĩ thế nào về hành động lần này của thái tử. Khẽ nhíu mày, thầm tại giã nhìn nét mặt của hoàng đế, cười nhẹ nói, thái tử chắc chắn muốn giải quyết khúc mắc cho bệ hạ, nếu không thì vì lý do gì khác. Người thật là con cáo già. Minh Đức Đế bật cười, tâm tư đó, chấm còn không nhìn ra được sao. Người còn muốn che giấu hắn làm gì? Thẩm tại giã chiêu chọc quỳ xuống cạnh giường rồng, nghiêm trang nói, bệ hạ cơ chí, vi thần ngu dốt, thực sự không nhận ra thái tử có ý đồ gì khác. Hắn và Nam Vương là huynh đệ, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là nên làm sao. Cười khẩy một tiếng, Minh Đức Đế lắc đầu, người nhìn hắn đối với vô hạ tử tế như vậy có thể thật sự đơn thuần giúp đỡ vì tình huynh đệ sao? E là hắn thấy vô hạ không thể uy hiếp được địa vị của mình, nên mới tỏ ra tốt bụng vậy. Thật không hổ là làm hoàng đế, thẩm tại giã dù mắt xuống, vậy bệ hạ nghĩ Nam Vương có tâm tư gì? Vô hạ, mình được đế ngẩn người, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, hắn bản tính thuần lương, có thể có tâm tư gì? Cùng lắm chỉ muốn đưa linh vị của mẫu phi hắn vào tổ miếu. Vì ít gặp mặt, hoàng đế cũng không hiểu rõ về Nam Vương. Trong ấn tượng của hắn, vô hạ chỉ là đứa trẻ ngoan, không có đặc điểm gì khác. Khẽ nhíu mày, thầm tại dã không có ý định nói nhiều. Tính tình minh đức đế cổ quái, càng khen ai tốt, hắn càng không nghe, tốt hơn hết là để hắn tự mình phát hiện. Trên đường trở về Đông Cung, mục vô ngân mang theo đào hoa, lông mày hắn không ngừng cau lại. Đào hoa thấy vậy, nhỏ giọng hỏi, điện hạ đang nghĩ gì? Nhìn người phía sau, Mục vô ngân phất tay bảo mọi người lui ra, sau đó mới thấp giọng nói, ta cảm thấy vị trí thái tử này cũng chưa chắc thoải mái. Hả, đào hoa nhớn mày, trước đây không phải ngươi còn sống chết tranh đoạt sao, bây giờ sao lại không thoải mái. Thở dài, mục vô ngân ngẩng đầu nhìn nàng nói, nếu ta là hoàng đế, muốn lập ngươi làm phi, nhất định không ai cản trở. Đáng tiếc phụ hoàng còn khỏe mạnh, ít nhất còn hai ba mươi năm sống tốt, nghĩa là ta phải làm thái tử hai ba mươi năm nữa, không biết trên đường sẽ gặp bao nhiêu chuyện xấu, tiền đồ lại khó liệu. Đào hoa kinh ngạc, ý của điện hạ là gì? Chẳng lẽ muốn sớm giết hoàng đế để tự mình lên môi sao? Điều này thật quá nhẫn tâm, dù sao cũng là phụ tử mà. Mục vô ngân lắc đầu, không nói tiếp, chỉ dẫn nàng tiếp tục đi lên phía trước. Do dự một lúc, đào hoa nhỏ giọng nói, nô tỳ lại ao ước ngưỡng mộ điện hạ, có phụ hoàng bên cạnh, so với việc sống cô đơn thì tốt hơn nhiều. Những điều đó có ích lợi gì? mục vô ngân cười nhẹ quay đầu liếc nhìn nàng người quá đơn thuần không hiểu về hoàng gia trong hoàng gia thứ vô dụng nhất là tình thân vì lợi ích và vinh quang cái gì phụ tử cái gì huynh đệ đều chỉ là phương tiện để đâm dao vào nhau từ nhỏ đã thích gắn bó với động vật mối quan hệ huyết thống chỉ là cái cớ để con người gần gũi nhau hơn nói cho cùng ai cũng là người đơn độc ai thiếu ai mà không thể sống khương đào hoa cười chắc là nô tí quá đơn thuần nhưng nếu đã gần nhau, sao không sưởi ấm cho nhau mà phải đâm dao vào nhau. Hơi sướng sờ, mục vô ngân nhíu mày, tất nhiên là vì ai cũng muốn giành một thứ. Nhiều người, mà thứ đó chỉ có một, chẳng phải sẽ tranh đoạt sao. Là hoàng tử, không ai muốn đứng nhìn mà nhường cho huynh đệ mình hưởng vinh hoa, điều này quá bất công. Người đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy chờ đợi ta. Mục vô ngân thấp giọng an ủi nàng, chờ tăng kỳ của du vương qua đi, ta sẽ lập ngươi làm phi. Đào hoa gật đầu, hạ mắt xuống. Không lạ gì khi thầm tải giã để mắt tới thái tử này, tâm trí hắn không ổn định, đã có vị trí đông cung mà vẫn muốn nhanh chóng lên ngôi hoàng đế. Người như vậy rất dễ bị lợi dụng, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Trở về đông cung, lệ thị đang chờ ở cửa, thấy thái tử và nha đầu bên cạnh an toàn trở về, liền sợ hãi. Ngươi, nô tỳ kính chào thái tử phi nương nương, đào hoa cười, quỳ gối trước nàng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lệ thị một lúc lâu mới lấy lại giọng, nhìn Thái tử nghi ngờ, thấp giọng nói, điện hạ trở lại là tốt rồi, thiếp đã chuẩn bị bữa khuya mời điện hạ dùng. Được, nhìn vào mắt nàng, Mục Vô Ngân nói, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Có thể nói chuyện gì? Chẳng phải lại là chuyện của con cáo nhỏ đó sao? Lệ thị đầy lòng không vui, đào hoa thức thời quỳ gối nói, nô tỳ muốn về phòng quét dọn, xin phép cáo lui trước. Ừ, Mục Vô Ngân gật đầu, nhìn nàng đi vào hậu viện sau đó dẫn lệ thị vào cung bên cạnh. Lệ thị cũng là vai ác, thẳng thắn mà nói, nếu không có thầm tại giã hôm nay, nàng chắc chắn sẽ chết ở lò thiêu. Nghĩ lại, Khương Đào Hoa cảm thấy sợ hãi, nhưng dù hắn có cứu mình hôm nay, nàng cũng không nhớ ân tình của hắn. Một bên giết nàng, một bên cứu nàng không phải là từ bi, chỉ là giả vờ tốt bụng. Hiện giờ nàng có thể giúp bọn họ làm việc, hắn tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng, như việc săn bắn phải nuôi chó săn thật tốt trong mắt thầm tại giã, nàng chỉ là một con chó săn có thể bắt được con mồi lớn. Đang suy nghĩ, thầm tại giã im lặng bước vào từ cửa sổ. Đào hoa sướng sờ, nhìn mặt hắn, vô thức thốt ra một chữ uông. Thầm tại giã nghiêm trang muốn thương lượng với nàng, bất ngờ nghe nàng sủa một tiếng, suýt nữa không nhịn được cười. Ngươi làm gì vậy, tức giận liếc mắt, đào hoa mồi lại giường, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lời này phải là nô tỳ hỏi mới đúng tướng ra đến chơi đêm khuya, vì chuyện gì? Mấp máy môi, thầm tại giã nói, người ở đông cung này rất nguy hiểm, tốt nhất nên rời đi sớm. Đêm nay hắn muốn ở lại vì cảm thấy nàng sẽ gặp chuyện, quả nhiên không nhỏ. Nữ nhân này đi đâu cũng không khiến người khác bớt lo. Tướng ra nghĩ ở đâu không nguy hiểm, ánh mắt trào phúng, khương đào hoa liếc nhìn hắn, tướng phủ sao. Có hắn ở mới là nguy hiểm nhất, so với hắn thì những người khác đều là tiên cảnh. Sắc mặt trầm xuống, thầm tại Giả tức giận nói, đang trách ta, người không thể nghe ta giải thích trước. Giải thích cái gì, đào hoa diễu cợt, giải thích rằng ngài không thật sự muốn giết nô tỳ chỉ bị người bắt buộc, và ngài thật sự muốn cứu ta. Thầm tại Giả, ta chưa bao giờ thích đền bù tổn thất sau khi đã gây ra. Nếu một quả táo ngọt có thể khiến ta đánh ngươi một cái tát, ta sẽ mua một bao táo ngọt rồi tặng ngươi 80 cái tát. Đào hoa cười hoạt bát, nhưng mắt lạnh lùng, tướng ra nên cảm ơn nô tỳ có thể chất đặc thù, nếu không bây giờ ngài không có cơ hội giải thích. Thể chất đặc thù, thẩm tại giã hơi động, ta từ sáng sớm đã muốn hỏi, nếu ngươi đã trúng độc, tại sao lại không có việc gì? Muốn biết sao, đào hoa cười lạnh, vậy ngài từ từ đoán đi, trong phòng yên tĩnh một lúc, thẩm tại giã cố gắng làm mình bình tĩnh lại, trong lòng không ngừng nhắc nhở rằng chuyện này là do hắn làm sai trước, không cần so đo với tiểu nha đầu này nhưng mà khương đào hoa luôn khiến hắn phiền muộn nhìn vẻ mặt nàng hắn thật sự muốn đưa tay bóp mặt nàng một cái ta sẽ tìm cơ hội đón ngươi xuất cung hắn buồn bực nói ngươi trở đi dựa vào cái gì đào hoa nhún mày ta hiện tại sống rất tốt tại sao phải trở về tiếp tục bị người tìm cách mưu sát ngươi đã là người của ta thẩm tại giã hy mắt sao thật sự muốn thay đổi chồng đào hoa cười híp mắt gật đầu có gì không thể dù sao thái tử thích ta như vậy đi theo hắn cũng không tồi người nghĩ hắn thật tâm thích ngươi sao hít sâu một hơi thầm tại giã lạnh lùng liếc nhìn nàng chẳng qua là vì dung mạo ngươi còn khả lại cùng hắn gặp gỡ vài lần hắn mới tỏ ra để ý ngươi một chút ngươi là loại nữ nhân đàn ông có đầu óc sẽ không thích ồ đào hoa nói vậy ngài nghĩ đưa ta trở về làm gì dù sao ngài cũng không thích ta để ta ở hậu viện không phải là chán ghét sao ta cam tâm tình nguyện, thầm tại giã cắn răng, trước khi nhận được thư bỏ vợ, người dù chỉ là cái bình hoa, cũng phải ở hậu viện tướng phủ. Ánh mắt lạnh lùng, Khương Đào Hoa yên lặng nhìn hắn một lúc, thấp giọng nói, ngài thật bá đạo, cho phép mình đối xử tàn nhẫn với người khác, nhưng không cho phép người khác đối xử tàn nhẫn với mình. Nam nhân như ngài, nữ nhân có đầu óc cũng không thích. Phải không, giận quá hóa cười, thầm tại giả ôm cánh tay nhìn nàng, vậy loại người như ngươi có đầu óc nữ nhân, lại thích nam nhân như mục vô ngân. Có gì sai sao, đào hoa cười khẽ, nữ nhân không phải muốn nam nhân của mình giỏi giang đến đâu, mà là muốn được đối xử ôn nhu, săn sóc, đủ để ý đến mình. Thiên hạ đều là đàn ông các ngươi, nhưng trong lòng nữ nhân hy vọng trái tim của các ngươi là của nàng, điều này có sai. Nghe vậy, thầm tại giã cười lạnh, không ngờ ngươi cũng ngu ngốc như vậy. Không bàn đến việc ngươi thích loại đàn ông thế nào, nhưng mục vô ngân là thái tử, ngươi tin rằng trái tim hắn là của ngươi. Khương Đào Hoa im lặng, tự nhiên nàng không nghĩ như vậy, nhưng lúc này nàng càng không muốn giải thích thêm với thầm tại giả. Vừa tìm được đường sống, điều nàng muốn làm bây giờ là ngủ một giấc, không phải cãi nhau với hắn. Thẩm tại giả đang muốn nói, ngoài cửa vang lên tiếng của mục vô ngân, các ngươi đều lui đi nghỉ ngơi, ta muốn nói chuyện với Mộng Nhi một lát. mươi 129 Trong phòng, hai người giật mình kinh hãi. Khương Đào Hoa phản xã muốn đẩy thầm tại giã ra ngoài cửa sổ, nhưng thầm tại giã nhanh chóng cầm dây cung trên cửa sổ và bay lên xà nhà. Công phu không tệ chút nào, Đào Hoa lẩm bẩm nhìn vào thư phòng tối om và thấy không phải chỉ là đồ trang trí. Mộng nhi, mục vô ngân đã đẩy cửa phòng ra, Đào Hoa vội hoàn hồn. Nàng bước tới trước hành lễ, gặp qua điện hạ. Hai chúng ta không cần hành lễ xã giao này, thở dài, mục vô ngân ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường nàng ngước mắt nhìn nàng nói, ta đã nói với lệ thị, bảo nàng không cần làm khó ngươi nữa. Khóe miệng nhếch lên, đào hoa gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm ngài cũng thật là thẳng thắn, loại chuyện này mà nói thẳng với lệ thị, chẳng phải lệ thị sẽ không bỏ qua cho nàng. Trong việc cân bằng quan hệ nữ nhân, thái tử điện hạ đúng là còn chưa đủ kinh nghiệm, nên học thêm từ thầm tại giả, muốn phạt ai hay hộ ai cũng phải làm không biến sắc mới tốt. Đa tạ điện hạ đã quan tâm, dù trong lòng có oán trách, nàng vẫn phải cảm ơn. Mục vô ngân nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và thâm tình, thật sự là làm khó ngươi. Nàng bị làm khó, trên xà nhà, thầm tại giã cười lạnh, đường đường là thừa tướng, lại phải ngồi xổm ở chỗ này, hắn mới là người bị làm khó. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, thái tử muốn nói gì không thể đợi đến ban ngày sau. Được điện hạ thiên vị, là phúc khí của nô tỳ không có gì là bị làm khó đào hoa nhẹ nhàng nói, điện hạ lo cho thiên hạ, không cần phải luôn để ý tới nô tỳ. Nhìn nàng một lúc lâu, mục vô ngân khẽ cười, ta cảm thấy, người khác biệt với những nữ nhân khác. Khác biệt chỗ nào, có thêm mắt hay tai à, thẩm tại giã diễu cợt, nam nhân dụ dỗ nữ nhân lúc nào cũng dùng loại lời này. Vừa cũ dích lại tục, đào hoa thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, thái tử đừng diễu cợt nô tỳ không có diễu cợt, mục vô ngân trên mặt đầy vẻ chân thật, ngươi thật sự khác biệt, nữ nhân khác thấy ta đều dán lên. Chỉ có ngươi là nhiều lần bỏ qua, khiến ta hồn khiên mộng nhiễu. Thẩm tại giã và Khương Đào Hoa đồng thời nhích miệng, ngươi nói nam nhân có phải đều bị ổi như vậy không? Thuận lợi rơi vào tay hắn, hắn còn chưa chắc đã quý trọng, phải qua nhiều gian chuân mới thấy được giá trị. Nếu nô tỳ thực sự cao hứng làm chắc phi của điện hạ, điện hạ có phải sẽ không thích? Đào hoa cười híp mắt hỏi. Mục vô ngân nghiêm túc nhìn nàng, lắc đầu nói, không, ta thực sự thích ngươi, muốn cùng ngươi đến giả đầu bạc. Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tốt với ngươi, tuyệt đối không phụ lòng ngươi. Đào hoa rất muốn theo lời hắn mà đáp ứng, tả cái ân là xong. Nhưng nhịn nửa ngày, nàng thật sự không nhịn được mà hỏi, cả đời dài như vậy, điện hạ nói những lời này bây giờ không phải quá hư vô mờ mịt sao nam nhân cho rằng nữ nhân dễ dụ dỗ như vậy sao? Không có viết khế ước, không có bảo đảm, chỉ dựa vào lời nói mà muốn cả đời người ta tin tưởng. Trên đời này, có nữ nhân ngốc nghếch tin vào những lời nói ấy, đem cả đời mình giao phó cho những lời ngọt ngào. Mục vô ngân ngẩn người, đại khái không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, một hồi lâu mới nói sao lại hư vô mờ mịt. Hai người yêu nhau mà đến với nhau, chẳng phải sẽ dễ dàng và lâu dài hơn lệnh của cha mẹ hay lời của mối mai sao nô tỳ cũng không rõ ràng hai tình huống này cái nào lâu dài hơn. Đào hoa khẽ nhíu mày, nhưng nô tỳ chắc chắn rằng, tình yêu chỉ là khởi đầu của quãng đời còn lại, chỉ dựa vào nó mà nghĩ tới cả đời, thì có chút hoang đường. Thẩm tại giã nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm nữ nhân này coi thái tử là gì, lại có thể thao thao bất tuyệt trước mặt hắn như vậy. Nam nhân không thích nữ nhân tham lam, vừa gặp đã nghĩ tới cả đời, ai muốn ở cùng nàng. Người nói rất có lý, Mục vô ngân suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc gật đầu, trong mắt thêm chút tia sáng kỳ dị, quả nhiên khác biệt với nữ tử khác, chưa từng có ai nói với bản cung như vậy. Thẩm tại giá. Sau khi nói xong, Khương Đào Hoa Kỳ thật cũng có chút hối hận, không có việc gì lại nói những chuyện này với thái tử làm gì. Nàng chỉ là một cung nữ thôi, nhưng nhìn phản ứng của mục vô ngân, nàng đột nhiên có chút cảm khái, thế gian khó có được nam nhân thông tình đạt lý như thái tử. Nhìn xuống hai người kia, thầm tại giả cảm thấy Khương Đào Hoa vừa học tiếng chó sủa cũng không phải vô duyên vô cớ, nhất định là đã sớm nói cho hắn biết, nơi này sắp xuất hiện một đôi cầu nam nữ. Thật sự là săn sóc, săn sóc đến mức hắn nghĩ muốn ăn thịt chó. Ta vẫn chưa hỏi ngươi, mục vô ngân cẩn thận nhìn đào hoa, ngươi làm sao lại ngất xỉu trên đường, và từ tay thẩm thừa tướng sống lại như thế nào. Nói thì dài dòng, đào hoa làm bộ vô tình nhìn lên xà nhà một cái, mím môi nói, lần trước bị người nọ hạ độc, nô tỳ không nuốt vào, sau đó phun ra, liền nhặt được mạng nhỏ. Nhưng nô tỳ không biết nhìn người, gả cho kẻ mặt người giả thú, liên tục tính kế nô tỳ không nói, còn ý đồ giết nô tỳ. Nô tỳ cũng không có cách nào khác, lúc này mới trốn thoát. Thái tử sắc mặt thật khó coi, lại là người ngươi gả, lần trước gặp ngươi, ngươi cũng bị cơ thiếp của hắn truy sát, lần này tốt hơn, trực tiếp bị hắn truy sát. Đúng vậy, may mắn hắn đã chết, Đào hoa hít mắt cười, chết rất thảm, bị thích khách sát hại, nằm ngựa phanh thây. Thẩm tại giã giật giật mí mắt. Mục vô ngân ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ một chút, gần đây kinh đô lại xảy ra án mạng thảm khốc như vậy. Điện hạ trăm công nghìn việc, tự nhiên không biết, trong lòng nhảy dựng, đào hoa vội vàng nói, phu quân của nô tỳ cũng không ngừng lại ở kinh đô. Vậy à, mục vô ngân gật đầu, nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng khẽ cứng đờ, đào hoa nhìn động tác của hắn, có chút lúng túng, thái tử. Ta còn sợ ngươi không thể quên được hắn, bây giờ nhìn lại, ngươi có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận ta không? Trên xà nhà không có động tĩnh gì, đào hoa nhìn thái tử càng ngày càng gần, thấp giọng nói tiếp nhận là có thể. Nhưng đợi sau tang kỳ đi, điện hạ quên rồi. Đưa tay ôm eo nàng, mục vô ngân khẽ mím môi, trong mắt sâu thẳm, ta có chút không nhịn được. Khương đào hoa tình huống này nàng đã nghĩ tới, cũng có cách giải quyết, đó là dụ địch xâm nhập, rồi dùng mỹ thuật dụ dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng hiện trên xà nhà có thầm tại giã, nàng rất sợ mình vừa động, sẽ bị hắn nhảy xuống chém thành hai khúc. Dù sao đội nón xanh cũng phải vụng trộm chụp sau lưng, không thể quang minh chính đại ngoại tình trước mặt mọi người, nàng thật sự không dám. Điện hạ, nhẹ nhàng đẩy hắn, đào hoa miễn cưỡng cười nói, ngài phải tuân thủ hoàng mệnh. Ừ. Mục vô ngân gật đầu, nhẹ nhàng ôm nàng nói, vậy đợi sau tang kỳ nhé. Mặt không đổi sắc, thầm tại giã tháo mặt nạ, cởi áo khoác, chỉ còn lại trường bào màu đen, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xuống, trực tiếp từ trên xà nhà nhảy xuống. Thái tử quay lưng về phía hắn, tự nhiên không nhìn thấy, Khương Đào Hoa hoảng hốt kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn người mặc hắc y che mặt, ngươi. Mục vô ngân sững sờ, vừa định quay đầu lại, tà áo đã bị người kia kéo mạnh, tiếp theo là một quyền nện thẳng vào mặt hắn. Người nào? Bụng mặt quay đầu lại, mục vô ngân còn chưa kịp hô lên, mặt bên kia cũng nhận một quyền. Người kia ra tay vô cùng ác độc, đè bờ vai hắn dùng đầu gối đỉnh vào bụng hắn, tiếp theo một cái ném qua vai suýt nữa không ném hắn vào nền gạch. Không đợi hắn kêu cứu, lại bẻ qua hai cánh tay hắn, lưng sau người dùng sức bẻ một cái. Chỉ nghe thấy crack hai tiếng, giống như có đồ vật gì đó sai vị trí a à, một hồi lâu mới cảm nhận được đau đớn, mục vô ngân cũng là hội vũ, trước mặt người này không hề có lực hoàn thủ, phản ứng một chốc mới hiểu ra chuyện gì, vội vàng hô to, có thích khách. Thẩm tại giã cười lạnh, đôi mắt lạnh như băng giống như có kết 20 năm xương, liếc qua khương đào hoa một cái, liền trực tiếp phá cửa sổ rời đi. Đào hoa mắt choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, quên cả đỡ thái tử. Diễn thật khéo, thân thủ của hắn như thế này mà lưu loát. Làm văn thần có phải là quá lãng phí? Điện hạ, bên ngoài hộ vệ rối rít tràn vào, ba chân bốn cẳng đỡ dậy Mục Vô Ngân, vội vàng hỏi thích khách đâu. Trên mặt từ từ sưng lên, Mục Vô Ngân tức giận mà không biết nói gì, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bản cung. Sớm chạy, còn không đuổi theo. Vâng. Lấy lại tinh thần, Khương Đào Hoa vội vàng vẻ mặt ân cần đi lấy hòm thuốc, nhìn Mục Vô Ngân nhỏ giọng hỏi, ngài không sao chứ? trước mặt nữ nhân bị đánh một hồi ác như vậy, có thể không có chuyện gì sao? Mục vô ngân trong lòng giận đến gần chết, lại không thể phát hỏa trước mặt nàng, chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức chịu đựng đau đớn, không có việc gì, chờ bọn họ bắt được thích khách, nhất định sẽ đem hắn năm ngựa phanh thay. Đào hoa tưởng thật nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Nhưng nói là nói vậy, hai cánh tay xương cốt của mục vô ngân đều bị thẩm tải giã bẻ chật khớp, ngự y vừa đến, tình hình còn không ép được, toàn bộ đông cung đột nhiên náo nhiệt. Lệ thị giận hừng hực chảy tới hoàng hậu cáo trạng, đào hoa quỳ gối bên ngoài chủ điện, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng nàng cảm thấy chuyện phát sinh tối nay rất hợp lý. Trong cung náo loạn vì thích khách, toàn bộ hậu cung và đông cung đều giới nghiêm, ngày hôm sau sau khi hạ chiều, văn võ bá quan lần lượt đến đông cung an ủi. Thái tử làm sao lại bị thương nặng như vậy? thẩm tại giã vẻ mặt tức giận hỏi người bên cạnh, thích khách bị bắt chưa? Hộ vệ bên cạnh xấu hổ cúi đầu, thích khách võ công quá cao, ti trước đã lục soát toàn bộ cung, nhưng không tìm được tung tích. Phế vật, thẩm tại giã nhíu mày, quay đầu an ủi mục vô ngân, thái tử yên tâm, thẩm mỗ nhất định sẽ báo cáo bệ hạ, trong lúc ngài dưỡng thương, sự vụ tạm giao cho tam công thay mặt. Mục vô ngân nhíu mày, sao có thể giao cho tam công? Mọi người trong phòng đều sướng sờ, ánh mắt thầm tại giã cũng khẽ động, ý của điện hạ là. Giao cho ngươi là được, mục vô ngân nghiêm túc nói, bản cung không yên tâm người khác, chỉ tin tưởng ngươi. chương 130 Thầm tại giã mím môi, trong mắt lộ rõ vẻ cảm động, thái tử lại càng tin tưởng thẩm mỗ đến mức này. Điều này là đúng, mục vô ngân cao mày nói, không có ngươi, bản cung sẽ không có vị trí hiện tại ở Đông Cung. Tuy nhiên, thừa tướng, người nhất định phải thay bàn cung bắt hung thủ và nghiêm trị hắn nghiêm túc gật đầu thẩm tải giã nói thẩm mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực sau bữa tiệc này trong lòng thẩm tải giã cảm thấy thoải mái hơn nhiều thẩm tải giã đứng dậy và nhìn lướt qua chủ điện khương đào hoa đang xem náo nhiệt ở đâu chắc là nàng đang cố gắng nén cười rất vất vả điện hạ bên ngoài có công nhân vội vàng vào báo bệ hạ đã đến tất cả mọi người đều sững sờ thầm tại giã vội vàng đứng dậy ra ngoài hành lễ, vi thần tham kiến bệ hạ. Minh Đức Đế giận dữ, ông đỡ tay hoàng hậu đi vào trong, liếc mắt nhìn hắn và nói, người đứng lên, đi cùng chấm dậy dỗ đứa con ngỗ nghịch này. Nghe thấy tiếng, mục vô ngân sợ hãi, đứng dậy và quỳ xuống, nhìn thấy hoàng đế tiến vào, liền nghi ngờ hô lên, phụ hoàng. Trong mắt ngươi còn có chấm là phụ hoàng của ngươi sao? Vùng tay áo đánh vào đỉnh quan của hắn, Minh Đức Đế giận dữ nói, vì một dân nữ, ngươi làm náo loạn đông cung gà chó không yên, ngươi còn dám gọi chấm là phụ hoàng. Mục vô ngân sững sờ, ngẩng đầu nhìn, lệ thị đang đứng bên cạnh hoàng hậu, cúi mắt không dám nhìn hắn. Người phụ nữ này lại đem mọi sai lầm đổ lên đầu mộng nhi. Tức giận không biết nói sao, mục vô ngân vội cúi đầu nói, phụ hoàng xin ngay nhi thần một lời, thích khách kia không biết từ đâu đến cũng không hiểu tại sao chỉ làm bị thương Nhi Thần mà không lấy mạng. Nhưng Nhi Thần dám khẳng định, chuyện này không liên quan đến Mộng Nhi. Người còn muốn bảo vệ nàng, mình được đế giận dữ, người đâu, mang à tiện tì đó đến cho chấm. Dạ, Hoàng thừa, thẩm tại giã giật mình, nhíu mày tiến lên nói, ngài sao lại tức giận đến vậy. Thích khách vào Đông Cung không liên quan đến thái tử, cũng không nên hỏi tội một cung nữ vô tội. Vừa nhìn đã biết là lệ thị đi cáo trạng, chắc chắn lời nói của nàng khó nghe nên mới khiến hoàng đế nổi giận như vậy thầm tại giả có chút lo lắng lúc này nếu khương đào hoa bị bắt đến trước mặt hoàng đế và hoàng hậu thì sau này nàng muốn trở về tướng phủ sẽ khó hơn những nhân vật quan trọng như thế này mất đi một người là rất đáng tiếc vô tội sao mình được đế sắc mặt rất khó coi nàng mê hoặc thái tử khiến thái tử gặp chuyện trong phòng nàng điều này cũng được gọi là vô tội sao không liên quan đến nàng Mục vô ngân vội chắp tay, chỉ là trùng hợp mà thôi, không có chứng cứ chứng minh Mộng Nhi có liên quan đến thích khách. Nàng chỉ là một dân thường, làm sao có thể biết những cao thủ giang hồ như vậy? Hồ đồ, mình đức đế chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn hắn, người bình thường xử sự rất rõ ràng tỉnh táo, sao lại gặp nữ nhân thì hồ đồ như vậy? Chấm phải xử tử nàng, người chẳng lẽ vì một dân nữ mà đối nghịch với chấm? Mục vô ngân im lặng, thầm tại giã nghiêng đầu nhìn hắn thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ do dự do dự sao hắn mới biết khương đào hoa bao lâu mới trung đụng vài ngày chẳng lẽ hắn sẵn sàng ngỗ nghịch thánh ý vì nàng thẩm tại giả thực sự không hiểu nổi càng thêm tin rằng người này không thích hợp làm hoàng đế quá thiếu quyết đoán đúng là đáng tiếc bệ hạ vệ binh đi bắt người đã trở lại tướng quân bàng dẫn đầu cao mày nói tí trước bất lực cung nữ đó đã nhảy xuống hồ không biết bơi đi đâu Hoàng đế ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn hắn, nhảy xuống hồ. Dạ. Thẩm Tại dã dừng lại, vừa chắp tay định nói chuyện thì thấy Mục Vô Ngân đã đứng lên, gấp giọng nói: Phụ hoàng, giết nhầm người vô tội, há lại là việc của thiên tử. Vì một dân nữ, phụ hoàng không nên để một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thực sự không đáng. Nhi thần sẽ đi cứu người ngay bây giờ. Ngươi đứng lại, chưa kịp nói hết câu, Thái tử đã bị thương, đã chạy mất dạng hai tay hắn còn bị băng bó nhưng vẫn linh hoạt chui ra khỏi vòng vây của cấm vệ. Minh Đức Đế giận dữ, đưa tay đập vỡ chén trà bên cạnh, thấp giọng trách mắng không biết nặng nhẹ. Hoàng hậu vội vàng khuyên nhủ bệ hạ đừng tức giận làm tổn hại thân thể, vô ngần hắn thiên tính trọng tình nghĩa, chuyện này cũng chưa chắc nghiêm trọng như lệ thị nói. Lệ thị sững sờ, vội vàng quỳ xuống nói nhi thần đáng chết, xin phụ hoàng bớt giận. Minh Đức Đế cười lạnh nhìn về phía cửa cung điện, cắn răng nói, thái tử này không nên để hắn ngồi, tính tình nóng này như vậy, có thể thành việc gì được. Hoàng hậu và lệ thị giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thẩm tại giã cũng cúi người nói, vi thần sẽ đưa thái tử trở về. Người tiện thể nói với hắn một câu, đế vương nheo mắt nói, nếu hắn khăng khăng muốn giữ nàng, thì hãy giao kinh quan thái tử cho hằng vương. Vi thần hiểu, lệ thị chỉ muốn hoàng đế ra mặt xử trí khương đào hoa, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, lúc này liền hối hận, vội vàng dập đầu nói, phụ hoàng bất giận, thái tử trung quân ái quốc, từ khi lên ngôi đông cung đã luôn chăm chỉ tận tụy vì quốc gia. Ngài không thể vì một tiện tì mà xóa đi mọi nỗ lực của thái tử. Không phải người nói thái tử bị yêu nữ mê hoặc, không nghe lời khuyên sao. Hoàng đế cúi đầu, nhìn nàng nói, nếu đã không nghe lời nói, hắn còn làm gì được với ngôi vị thái tử. Là nhi thần khoa trương, nhi thần đáng chết. Lệ thị cúi đầu nói, thái tử không phải người ngu ngốc, cung nữ kia cũng không lợi hại như vậy, chỉ là nhi thần ghen tị quấy phá mà thôi. Xin phụ hoàng tha thứ cho thái tử. Đế vương sướng sờ, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, thật sao? Xin phụ hoàng giáng tội, lệ thị cúi đầu chạm đất, giọng nghẹn ngào. Thẩm tại giã nhìn, hơi có chút cảm thán, có chính phi tốt như vậy, mục vô ngân còn cần gì khương đào hoa. Mình được đế giận dữ cũng dần tan biến, nhìn nàng rất lâu, thở dài nói, thôi được, đã vậy, hãy mang cung nữ đó về đây, đánh 50 hèo là xong. Người tự mình dám sát hình phạt. Tạ phụ hoàng, khẽ nhíu mày, thầm tại dã lặng lẽ lui ra ngoài tìm người. Hắn không ngờ một lúc xúc động lại dẫn tới hậu quả như vậy, thân thể nhỏ bé của Khương Đào Hoa có thể chịu nổi vài cái đánh không? Hay là phải mang nàng ra khỏi cung mới tính được? Hồ thiên rộng lớn, vòng quanh hồ đi nửa ngày, thầm tại dã mới tìm được đôi nam nữ đó. Khương đào hoa giống như vừa mới lên bờ, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt ngơ ngác. Trước mặt nàng, Mục vô ngân với hai cánh tay bị cột, người cũng ướt đẫm, mắt đỏ nhìn nàng. Thiếu chút nữa ta tưởng ngươi thực sự chết đuối. Mục vô ngân gầm nhẹ, nhảy xuống hồ làm gì? Cho dù bị mang tới trước mặt phụ hoàng, ta cũng có thể cứu ngươi. Trong lòng đào hoa như bị vật gì đó đập mạnh, nhìn người chật vật trước mặt ngơ ngác hỏi ngài nhảy xuống cứu ta nếu không thì sao mục vô ngân nhíu mày chờ bọn họ vất thi thể của ngươi lên á khẩu không trả lời được đào hoa nhìn mặt hắn chưa hết sưng đỏ lại nhìn hai cánh tay bị trói không dùng được hắn vừa rồi thực sự đã dùng đôi tay giống như đũa này để kéo nàng lên cổ họng có chút khô khan nàng nghiêng đầu đánh giá thái tử một hồi lâu cười nhẹ nói lần đầu có người cứu ta như vậy không vì lợi ích không vì lợi dụng đơn giản chỉ vì nàng sắp chết, nên mới cứu nàng, mục vô ngân là người đầu tiên làm vậy. Thẩm tại giã từ từ đi tới, lạnh lùng nhìn về mặt của Khương Đào Hoa, không nhịn được cười diễu cợt, nhị vị định ở đây tâm tình mãi sao. ngẩng đầu nhìn hắn, Đào Hoa mím môi, cố gắng đứng lên, rồi đưa tay đỡ mục vô ngân, thấp giọng nói, ngài mau trở về thay đồ, nếu Hoàng thượng thấy sẽ càng tức giận hơn. Nô tỳ sẽ theo thừa tướng trở về chịu phạt. Không, mục vô ngân lắc đầu, ngươi theo ta trở về, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng, chuyện thích khách vốn không liên quan gì đến ngươi. Thừa tướng sẽ có chừng mực, đào hoa cười cười, lần đầu tiên vui vẻ, ngài mới làm thái tử không lâu, chọc giận bệ hạ không ổn. Nô tỳ chịu phạt, chỉ cần giữ được mạng là được. Mục vô ngân không yên tâm liếc nhìn nàng, rồi nhìn thẩm tại giã, thừa tướng có thể bảo vệ nàng không? Bảo vệ tính mạng không khó, thẩm tại giã lạnh lùng nói, ngài nên nhanh chóng trở về. Được, mục vô ngân nhìn đào hoa nói, ta sẽ về Đông Cung chờ các ngươi. Đào hoa gật đầu, ánh mắt hiếm khi ôn nhu, khiến thẩm tại giã nhíu mày. Đợi thái tử đi xa, hắn mới lạnh giọng hỏi, ánh mắt ngươi có ý gì? Yêu hắn sao? Ta chỉ cảm thấy người ngốc như hắn rất hiếm, cúi đầu nhìn chiếc váy ướt đấm, đào hoa cười khẽ trên người hắn có thứ mà tướng ra không có. Thứ gì? Thật lòng, chỉ vào ngực mình, Đào Hoa nói, lâu rồi không có ai thật lòng với ta, nghĩ lại cũng thấy động lòng. Nhếch mép, thầm tại giã cười lạnh nói, Khương Đào Hoa, nếu ta nhớ không lầm, hắn chỉ cứu ngươi một mạng, còn ta cũng đã cứu ngươi một mạng, dựa vào gì hắn là thật lòng, còn ta thì không. Nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, Đào Hoa bĩu môi, nô tỳ chỉ thấy người đưa cơm cho ăn mày được khen là thiện lương, chứ chưa thấy thợ săn huy chó săn được khen là thiện lương. Tướng ra không hiểu lý lẽ này sao? hơi sướng sờ thầm tại giã diễu cợt liếc nhìn nàng nói vì ép buộc ta ngươi không tiếc trời mình là chó, vậy ta còn có gì để nói người cảm thấy thái tử thật lòng vậy ngươi cứ cùng hắn sống cả đời chỉ cần ngươi trở về chịu phạt thật sự phải chịu phạt sao đào hoa nhíu mày dù gì chúng ta cũng đang hợp tác không thể giúp ta một chút sao để thái tử thật lòng của ngươi đi ngăn cản đi thầm tại giã nhíu mắt lời ngươi nói nên ngươi chịu phạt ngươi phải chịu Chào ôi, chẳng phải là dựa vào hắn ở đây nên mới nói hay sao? Ngượng cười hai tiếng, đào hoa vội vàng nịnh nọt đến bên cạnh thẩm tải giã hỏi, phạt có nặng không? Không nặng, thẩm tải giã lạnh nhạt nói, 50 đại bản, lệ thị giám sát hình phạt. Bước chân dừng lại, Khương đào hoa quay đầu bước đi, các người cứ chơi trước đi, ta sẽ trở lại hồ tiếp tục ngâm. Sao vậy, đưa tay bắt lấy nàng, thẩm tại giã vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, không phải vì để thái tử không bị hoàng thượng trách tội, người nguyện chịu phạt sao? Việc vĩ đại như vậy, không thể bỏ chạy giữa chừng. Đi, ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.